Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, trong tuần qua ở Iran có nhiều cuộc xuống đường rất là xáo trộn. Họ xuống đường chống chính phủ và ngược lại ngày hôm qua thứ Sáu 23 tháng 9 năm 2022. Lại có nhiều cuộc xuống đường ở các thành phố lớn của Iran ủng hộ chính phủ và chống lại những người biểu tình chống chính phủ. Và họ gọi những người biểu tình chống chính phủ là những đội quân của Israel, là những người phản bội lại tổ quốc Iran. Trong khi đó, có nhiều ngàn phụ nữ xuống đường đốt hình ảnh lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Ở tại một quốc gia Hồi giáo theo Shia cực đoan như thế, khó mà có cảnh tượng như thế. Nhưng các phụ nữ này đã xuống đường và đốt hình ảnh của ông, yêu cầu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei và những lãnh đạo của Hồi giáo tại nơi đây hãy thay đổi ngay luật về mang sắc phục cho phụ nữ. Vì yêu cầu phụ nữ ra đường mà sắc phục từ đầu tới cuối trùm hết rồi chỉ mở hai con mắt ra, và những ai mà đi ra đường không có mặc tới tận chân thì bị đánh rất là nề. Có những người phụ nữ mặc áo dài tới mắt cá chưa chấm đất thì cũng đã đánh phù cả chân lên. Họ nói rằng luật này quá khắc khe, Đấng Allah không có tạo ra luật khắc khe như vậy, mà đây là luật của con người. Đoàn người xuống đường biểu tình lại chính là những phụ nữ nhiều hơn hết. Xuất phát từ một câu chuyện, một cô gái 22 tuổi tên là Mahsa Amini tuần trước đi ra ngoài đường ăn mặc như thế nào đó mà họ cho rằng áo của cô từ đầu tới chân không có đụng đất nên bắt cô vào đồn công an. Và khi vào đồn công an xong thì người ta chỉ biết rằng sau đó cô bị tử vong. Nhiều phụ nữ cho rằng cô đã bị công an lạm dụng quyền lực đánh đập cô một cách dã man và đã qua đời trong bóp của bộ công an. Thế là họ đồn tay nhau và họ xuống đường. Không phải chỉ ở một thành phố, mà hầu như cả nước Iran. Trong vài ngày đó, thì ở tại Iran, mạng Internet bị cúp để không loan truyền những hình ảnh đó. Và sau vài ngày, khi mà nhiều ngàn phụ nữ đã xuống đường yêu cầu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thay đổi để các đạo luật về ăn mặc của phụ nữ không bị quá khắt khe như trước, thì hôm qua ngày thứ Sáu 23 tháng 9 năm 2022, có nhiều đoàn biểu tình khác đã ủng hộ chính phủ và họ nói rằng những người phụ nữ kia là những tay sai đội quân tình báo của Mossad, đạo quân của Israel tấn công vào thành trì của Hồi giáo tại Iran. Các phóng viên báo chí của Tây Phương như Reuters họ cho rằng những người biểu tình vào ngày thứ Sáu 23 tháng 9 cứ thường là do chính phủ đạo diễn để tấn công lại những người phụ nữ đã tổ chức những cuộc biểu tình trong những ngày trước. Lãnh đạo của sinh viên tại Đại học Tehran là Majid Tavakoli cũng đã bị cảnh sát tới bắt vào tối thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022. Anh em của ông Mohsen cho phóng viên báo chí của Reuters biết rằng tối hôm thứ Năm, cảnh sát đã ập vào khu chung cư của học sinh, vào trong căn phòng người lãnh đạo Majid Tavakoli, đã lục soát tất cả những tài liệu và đem đi rất nhiều hồ sơ. Sau đó đã bắt ông Majid Tavakoli, và ông Mohsen nói tiếp,
Tôi lên tiếng điều này để mong rằng mọi người chú ý về sức khỏe và sinh mạng của ông Majid Tavakoli. Sáng hôm thứ Sáu, trước khi các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ xảy ra, thì giám đốc cơ quan tình báo của Iran là ông Mahmoud Alavi, ông đã lên đài truyền hình và cho biết rằng những người đứng đằng sau cuộc biểu tình tuần trước là những người tiếng Anh gọi là seditionist, tức là những người dùng những ngôn ngữ kích động để chống lại sự an ninh trật tự của nước Iran. Ông Mahmoud Alavi đã dùng những lời rất là nặng nề để quy tội cho những người biểu tình chống chính phủ tuần trước. Ông Mahmoud Alavi đã dùng những lời rất là nặng nề để quy chụp cho những người tổ chức biểu tình chống chính phủ tuần trước. Thêm vào đó, giám đốc công an ở tại Iran đã nói những người biểu tình là những người theo lệnh của nước ngoài, của Israel, của Mossad để làm hại đến luân lý của nước Iran, mà nước Iran đang dương cao ngọn cờ luân lý của Đấng Allah. Những người làm như thế này là những người đáng bị lên án, không những bằng ngôn ngữ mà còn có thể lên án cả hành động để đem những người này ra xử tử. Khiếp khủng chưa? Xử tử những người biểu tình. Đó là quan niệm của giám đốc công an ở tại Iran. Sau đó, lập tức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đứng đầu quân đội của Iran, đứng đầu vệ binh quốc gia của Iran, đã lên tiếng nói rằng quân đội của Iran sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei xử tử bất kỳ những ai biểu tình chống lại chính phủ, chống lại lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, vì những người đó là những người con của quỷ dữ, không làm theo lệnh của Đấng tối cao. Ăn mặc người phụ nữ phải là mặc áo dài từ đầu tới cuối, tới chân, còn nếu mà vi phạm thì bắt bỏ tù. Như là cô Mahsa Amini bị bắt bỏ tù vì ăn mặc, họ cho rằng là khiêu gợi, là đúng thôi. Tử vong của cô là do một gì đó, chứ không phải là do các công an trong đồn bót đã gây ra. Đứng trước tình cảnh này, khi ấy Tổng thống của Iran là ông Raisi đang tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở tại New York, thì ngay lập tức Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres đã gặp gỡ ông Raisi, nêu lên vấn đề này, nói rằng đây là một vấn đề mà thế giới quan tâm. Quan tâm về nhân quyền, quan tâm về cách hành xử rất là thô lỗ như thế, khi một cô gái 22 tuổi bị bắt vào đồn công an, không phải là để chống chính phủ mà chỉ ăn mặc, đâu có lõa lồ gì, chỉ là ăn mặc, áo dài chưa chấm đất có thế thôi. Thế mà tại sao lại bị tử vong? Và những người biểu tình yêu cầu thay đổi luật ăn mặc cho các phụ nữ có gì đâu mà phải quy kết họ là theo quỷ dữ, là theo tình báo Mossad của Israel, là theo chỉ đạo của Israel, để rồi nói là treo cổ những người đó. Ông Antonio Guterres đã nêu lên vấn đề này với Tổng thống của Iran là ông Raisi. Ông Raisi trả lời là ông ghi nhận góp ý của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và ông sẽ trở về Iran ngay để tìm hiểu sự kiện, những gì đang xảy ra ở tại nước này. Thưa quý khán thính giả, giờ phút này mà tôi đang trình bày câu chuyện với quý khán thính giả thì Tổng thống Raisi của Iran đã lên máy bay để bay trở về Iran. Đây là một tình cảnh khá là hy hữu ở tại Iran. Những người chống đối chỉ vì yêu cầu thay đổi luật ăn mặc cho các phụ nữ, và những người biểu tình ủng hộ chính phủ mà theo các truyền thông Tây Phương họ nhận định là do chính phủ đứng đằng sau tổ chức, là yêu cầu treo cổ những người biểu tình chống chính phủ. Để rồi đến tai Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, và ông đã trực tiếp
đối diện với Tổng thống của Iran là ông Raisi nêu lên vấn đề này. Một câu chuyện hy hữu xảy ra trong tuần rồi ở tại Iran, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Và góc nhìn của tôi về vấn đề này như thế nào? Thưa quý khán thính giả, ở tại Việt Nam có câu đó là nơi đâu có bất công, có đàn áp thì nơi đó có đấu tranh. Ở tại Iran hiện nay, người phụ nữ xuống đường không một tấc sắc là tại vì họ cảm thấy quyền sống của họ bị vi phạm quá trầm trọng. Đi ra đường phải ăn mặc rất là khắc khổ, mặc áo dài từ đầu tới cuối mà chưa chấm đất cũng bị đánh sưng chân, sưng cẳng. Và trong trường hợp của cô Sami Amini, 22 tuổi, đưa vào bóc vào đồn công an chỉ vì áo dài chưa chấm đất mà mất mạng không biết vì lý do gì, thì nhiều phụ nữ quan tâm là đúng thôi. Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei cần phải suy xét lại điều này. Không phải những người biểu tình chống chính phủ là vì theo lệnh của Israel. Có thể một phần nào đó Israel hoặc ai đó đứng đằng sau xúi giục, nhưng chính yếu không phải họ xuống đường là để đòi lật đổ chính phủ, mà chính yếu họ xuống đường là để đòi quyền của người phụ nữ ăn mặc thoải mái hơn một chút xíu thôi, chứ không phải là ăn mặc mà theo những người chống đối lại họ nói rằng đó là kích dục, hoàn toàn không chính xác. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.